Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hồi lúc sáng thì có giới thiệu cho tất cả các anh chị và các bạn nhà mình một chiếc xe 7 chỗ là của Suzuki ha, Ertiga số sàn đời 2020 ha. Thì chiều nay bên Tuyền về thêm một chiếc số tự động đời 2019 nè các anh chị. Và đặc biệt là chiếc xe bên cạnh Tuyền đã là mới vừa về, là Tuyền quay cho mọi người luôn, chưa vệ sinh gì hết nha, cũng chưa kiểm tra gì luôn. Thì bây giờ mời mọi người cùng Tuyền kiểm tra chung với dòng này ha. Thì bên cạnh Tuyền đây là một chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn của VinFast các anh chị, pha điêu nha, bản 1.4 số tự động đời 2019. Ở 2019 thì nó có hai phiên bản, một phiên bản tiêu chuẩn và một phiên bản cao cấp. Thì đây là bản cao nhất của dòng đời 2019 các anh chị nha. Chiếc này chỉ mới đi có 20.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 369 triệu ha. Thì bây giờ thì mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị ha. Cùng phân khúc với thằng này thì Tuyền có thêm một chiếc Mirai số tự động đời 2019 các anh chị. Giá thì tầm khoảng 359 triệu, màu đỏ rất là đẹp. Một tí xíu nữa thì sẽ đi sơ chiếc đó cho các anh chị nhà mình xem luôn. Thường thì cùng phân khúc với dòng này thì thường thì máy tầm khoảng 1.0 cho tới 1.2 thôi, nhưng mà riêng VinFast là 1.4 ha các anh chị ha. Và đặc biệt là VinFast thì có rất là nhiều cái tính năng an toàn luôn. Rồi, xe này thì biển Sài Gòn nha, 51H nè, 70959 ha các anh chị ha, cho các anh chị nhìn cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nha. Xe này nếu mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Nước sơn ở đây thì thấy rất là mới, rất là liền lạc nè, không có bị trầy xước gì hết nha. Những cái mối nó còn rất là khít nè. Chỗ nào trầy thì sẽ báo trầy cho các anh chị ha. Tuy nhiên một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100%. Xước xước nhẹ nhẹ như thế này hay là trầy xước hay là giảm tốt ở một vài chỗ thì nó không là vấn đề gì hết ha các anh chị ha. Xe này năm vỏ vẫn còn là năm vỏ zin theo xe nha. Độ gây dở thì thấy rất là sâu nè, sâu lắm các anh chị. Mâm thì Tuyền thấy không có bị trầy xước gì hết ha. Vỏ này các anh chị, đây tuần thứ 12 của 2019 vỏ zin theo xe ha các anh chị ha. Rồi, đăng kiểm thì còn tới tháng 6 năm 2022. Đường bộ thì hết rồi các anh chị, nhưng mà cái này thì mình cứ đi bình thường. Khi nào mà mình đăng kiểm lại, mình hết đăng kiểm, mình đăng kiểm lại rồi mình đóng đường bộ luôn ha các anh chị ha, không có bị phạt đâu. Ở đây thì có dán phim, có viền che mưa nè các anh chị. Gương này á thì chỉnh điện, gập điện và có tích hợp xi nhan báo rẻ luôn các anh chị ha. Rồi, cho các anh chị nhìn sơ phần keo chỉ giúp Tuyền nha. Xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Đấy. Ngoài ra thì bên Tuyền có bảo hành riêng. Bảo hành riêng cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị. Đấy. Xe này như một chiếc xe mới ha các anh chị ha, mới đi có 20.000 thôi. Mặt trong của bệ tì tai nè. Đó, cũng không có bị trầy xước, cũng không có bị hao mòn gì hết á. Mình nhìn vào những cái chi tiết nhỏ vậy để mình cũng sẽ biết được là xe đi nhiều hay đi ít các anh chị ha, anh chủ có giữ xe hay không nha. Xe này thì có một cái cam lùi, rồi anh chủ trang bị cho mình thêm một cái camera hành trình trước sau của VietMap nữa các anh chị. Đấy, rồi mình nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền ha. Gầm thì không có vấn đề gì hết các anh chị. Đấy, thì cho các anh chị nhìn sơ ha. Xe này thì mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 5 lít rưỡi ha các anh chị ha, 5 lít rưỡi tới 6 lít thôi. Rồi, trước tiên thì nhìn giùm Tuyền phần ốc cốp nha. Đấy, ốc cốp nguyên zin, keo chỉ cốp nguyên zin ha. Rồi, không vấn đề gì hết nè. Ở phía sau cốp thì có mấy cái tấm che nắng ha, anh chủ để phía này. Mặt trong như của những cái phần cốp của mình thì có xước xước nhẹ các anh chị ha. Không có này là dơ chứ cũng không phải là xước nữa các anh chị. Dơ đó, do xe mới về thì chưa có vệ sinh gì hết á các anh chị. Dòng này thì lâu lắm rồi bên Tuyền mới về được một xe. Ở đây thì có đồ nghề ha các anh chị ha, con đội tay quay đồ nghề thì được đặt lên cái tấm mút như thế này rất là thẩm mỹ nha. Rồi dưới này là lớp dự phòng nè các anh chị. Đấy, lớp dự phòng còn độ gây dấu còn rất là sâu. Rồi, ok nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất ha các anh chị ha. Rồi, xe thì được trang bị ghế da với tông màu đen các anh chị. Đấy, chất da cũng rất là mới, rất là phẳng luôn. Căng ha. Trần nguyên bản, sàn thì sàn 5D các anh chị, có rối ở trên luôn ha các anh chị nhé.
Rồi. Trước tiên thì nhìn giùm tiền cái phần vô lăng trước ha. Vô lăng bọc da các anh chị tiện thấy rất là mới, không có bị hao mòn, cũng không có bị trầy xước gì hết. À, đó, logo cũng không bị hao mòn ha. Đây có những cái nút bấm mà cũng không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết ha các anh chị ha. Nhìn đồng hồ giúp tiền luôn. 20.250 km các anh chị nha. Bên này thì có trang bị cho mình một cái màn hình zin theo xe nữa. Màn hình này chắc khoảng 7 inch đó các anh chị. Rồi nhìn sơ phần nội thất phía bên này giúp tiền nha. Số tự động ha, cần số cũng rất là mới nè. Đấy, không có bị hao mòn trầy xước gì hết. Trên này thì anh chủ có trang bị cho mình một cái camera hành trình trước sau luôn ha các anh chị ha. Táp lô thì cũng rất là mới, rất là sạch sẽ, không có trầy xước gì hết á. Xe này thì mình sử dụng là chìa khóa cơ nhưng mà có nút lóc cửa ha các anh chị ha. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ ha các anh chị ha. Vì đây là video xe cũ á, cho nên tiền cũng chỉ kiểm tra như thường ngày là tiền sẽ đi vào động cơ, máy móc, keo chỉ xem nó có bị đâm đụng, có bị ngập nước hay không, máy móc còn nguyên zin hay không. Còn các anh chị nào mà mình cần biết thêm về thông số kỹ thuật cũng như là những cái tính năng theo xe của cái dòng này thì mình tìm hiểu thêm ở phần xe mới giúp tiền nha. Ốc của nắp cabo nguyên zin, keo chỉ nguyên zin ha. Đây, khung xương nè các anh chị. Đấy, nguyên zin ha, không có vấn đề gì hết. Rồi nhìn sơ vào phần ốc máy giúp tiền luôn. Tem mát từ nhà máy vẫn còn ha, ốc còn sơn phết đầy đủ hết ha các anh chị ha. Đấy. Nếu mà các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái ha. Còn nếu mà mình muốn chắc nữa thì mình mang ra hãng mình test là chắc nhất ha các anh chị ha. Rồi. Thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì đây là một chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn của VinFast các anh chị, pha điêu bản cao cấp nhất 1.4 ha. Máy của nó là 1.4 đời 2019 nè. Chiếc này thì mới đi có 20.000 km thôi. Thì hiện tại tiền đang bán chiếc xe này với giá là 369 triệu nha. Nói chung giá đây tiền báo là sẽ bớt cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Nếu mà các anh chị nào mà mình thích chiếc này thì mình nhanh tay sở hữu ha. Vì cái dòng này là bên tiền lâu lâu mới về được một xe các anh chị. Cho nên là nếu mà các anh chị nào bữa giờ đang tìm cái dòng này thì mình tranh thủ ha. Thì hiện tại đang trong mùa dịch này là bên tiền có chương trình là hỗ trợ là giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Các anh chị có thể là xem qua một cái video chi tiết xe bên tiền đi. Sau đó anh chị em mình sẽ thỏa thuận giá cả cũng như là ngày giao xe này kia ha. Rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên tiền tầm khoảng 20 triệu thôi. Tiền sẽ cho vận chuyển cái xe này về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe luôn. Nếu như mà đúng với những gì bên tiền cam kết nè, đúng với những gì bên tiền làm video thì khi đó mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Còn trường hợp xe về tận nhà các anh chị kiểm tra ra đi đến hãng mà có đâm đụng, có ngập nước, động cơ hộp số không còn nguyên zin thì tiền sẽ cho về và hoàn trả lại cọc các anh chị 100% luôn. Các anh chị không có mất mát gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi bây giờ tiền sẽ đi sơ những chiếc xe cùng tầm giá 200 mấy cho tới 300 triệu ha. Và những chiếc xe cùng phân khúc cho các anh chị nhà mình tham khảo thêm nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi qua giải bên đây đi ha các anh chị ha. Rồi chiếc này đi, Avel số sàn đời 2018 các anh chị. Chiếc này mới đi tổng khoảng 50.000 km đó. Bên tiền đang bán xe này với giá là 258 triệu các anh chị, nhìn sơ giúp tiền nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị ha, biển tỉnh ha. Bên tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Có dán phim, có viền che mưa. Ghế thì ghế da các anh chị nha. Đó, sàn thì sàn Simili. Tuy nhiên thì chưa có màn hình ha. Các anh chị nào mình thích thì mình về mình trang bị thêm màn hình nha. Giá đây tiền báo thì sẽ có bớt cho các anh chị nhà mình tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây xem còn những xe nào giá mềm mềm nhỏ gọn hơn nữa không ha các anh chị ha. Rồi, xuống đây nha các anh chị nha. Rồi, chiếc này ha các anh chị ha, Sunny bản XT số tự động đời 2019 các anh chị. Chiếc này thì bên tiền đang bán với giá là 388 triệu các anh chị, nhìn sơ nha. Chiếc này thì thuộc phân khúc B các anh chị ha. Phân khúc B. Có dán phim, có viền che mưa, có chén cửa nha các anh chị nha. Rồi. Ghế thì ghế da, có nẹp bước chân cho mình ha. Có màn hình bọc trần rồi nè các anh chị. Sàn thì sàn 5D các anh chị nha. Đấy. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Mấy cái xe này là tiền có quay một cái video chi tiết xe riêng hết rồi á. Nếu mà các anh chị nào mà ưng chiếc nào á thì nhắn tin qua Zalo cho tiền đi, tiền sẽ gửi cho các anh chị một cái video chi tiết xe để các anh chị nhà mình xem cho nó dễ ha. Rồi. Mình đi qua bên đây ha các anh chị ha. Rồi đây. Hyundai
Accent phiên bản 1.4 Blue các anh chị, đời 2014 á. Chiếc này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nè. Đi được đâu đó tầm khoảng hình như là 40.000 hay sao thì không nhớ, tí nữa xem đồng hồ nha. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 358 triệu, các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu Nissan là màu nâu các anh chị ha, có dán phim, có viền che mưa, có chén cửa nè. Đấy, ghế thì ghế da nguyên zin. Để Tiền kiểm tra cho các anh chị order bao nhiêu nha. Bên Tiền nhiều xe quá nên nhiều khi Tiền không nhớ, các anh chị nhà mình thông cảm ha. Xe này đi 86.000 các anh chị, 86.000. Anh chủ trải sàn Simili trần 5D, rồi trang bị cho mình thêm một cái màn hình Android nữa các anh chị. Đấy, xe này Tiền thấy mua về là mình sử dụng ngay thôi chứ không cần phải trang bị thêm gì hết đó các anh chị ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp ha các anh chị ha. Để Tiền xem bên đây còn xe nào nhỏ nhỏ giá mềm nữa không. Hết rồi. Bên đây là Cerato rồi Mazda 6 hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp về phía trước xem còn những xe nào nữa ha các anh chị ha. Rồi, phía trước Tiền còn vài xe nữa ha các anh chị ha. Bên đây chiếc này đi, Mirai số tự động đời 2019, mới đi 32.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 359 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ ha, rất là mới luôn, năm vỏ hoặc là năm vỏ zin theo xe, có dán phim cho mình các anh chị ha. Ghế thì ghế nỉ nguyên zin nè. Đấy, xe này thì như một chiếc xe mới nha các anh chị ha, nhưng mà mình lại tiết kiệm được một ít nữa. Xe này thì Tiền thấy chưa có màn hình nè, chỉ có một cái đầu CD thôi. Đó, các anh chị nào mình thích thì mình về mình trang bị thêm một cái màn hình ha, rất là đẹp luôn. Chiếc này là cùng phân khúc với VinFast hồi nãy thì có giới thiệu với mọi người ha. Rồi, mình đi tiếp qua chiếc này nha. Rồi, một chiếc xe nhỏ gọn, giá mềm mềm, lanh hoanh 200-250 triệu thôi. Spark phiên bản 1.0 số tự động đời 2015, mới đi có 48.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 235 triệu, các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng ha các anh chị ha. Nước sơn còn khá mới, không có bị ngã màu hay là ố vàng gì hết, chỉ có bụi thôi các anh chị. Do Tiền đậu ở đây cho nên là quốc lộ á, nó hơi bụi thôi, các anh chị nhà mình thông cảm ha. Còn một khi xe về tận nhà các anh chị thì đảm bảo xe sạch đẹp ha. Xe thì có ghế da nè, bọc trần, sàn thì sàn nguyên bản các anh chị. Đấy, có đầu CD, chưa có màn hình nha. Rồi, thì nãy giờ Tiền cũng đi sơ hết tất cả những cái xe 5 chỗ nhỏ gọn giá mềm bên Tiền rồi ha. Nếu như mà các anh chị thích chiếc nào thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình, Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Hoặc là nhắn tin qua Zalo cho Tiền đi. Tiền ơi, gửi cho anh một cái video chi tiết của chiếc xe Spark nè, hoặc là Mirai nè, để anh tham khảo. Thì nhắn tin cho Tiền đi nha, chứ đừng có gửi lời mời kết bạn thì nhiều khi Tiền không có cập nhật sớm. Còn nếu mà Tiền thấy tin nhắn là Tiền trả lời các anh chị nhà mình liền ha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký ha, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về nè thì Tiền đăng lên thì các anh chị là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.